Hello, chào mọi người. Kỹ sư Hãm đã quay trở lại và hôm nay đây là cái căn cứ cuối cùng, cái thành trì cuối cùng mà tôi đã trụ ở thành phố Hồ Chí Minh sau 2 tháng hơn cái chỉ thị 15, 16 rồi đủ các loại chỉ thị. Thì đây là thành trì cuối cùng nơi mà tôi giữ những con xe mà cưng và những con xe độ của tôi ở nhà. Thì trước mặt tôi đây, xung quanh tôi đây, sau cái thời gian dài tôi ở nhà, tôi đã quyết định là tôi sẽ không còn cố thủ trong đây nữa, mà tôi sẽ bắt đầu đi ra ngoài để mà tìm cách giúp đỡ những cái người ở khu vực nơi tôi sống. Cụ thể đó chính là quận 5, ở những cái phường xung quanh kế tôi, phường 1, phường 2, phường 3, phường 4. Thì những cái phường xung quanh này nó đang rất là nhiều cái lời cầu cứu từ Zalo Connect, rất là nhiều cái ca bệnh F0 ở xung quanh tôi. Thì để mà có thể đi cứu người khác thì trước hết chúng ta phải huy động. Thì sau 2 ngày 48 giờ huy động thì mình đã huy động được số tiền là 7.399.000. Thì trong đó mà mình ủng hộ 2 triệu, còn lại 5.399 là của các mạnh thường quân trên Facebook lẫn YouTube đóng góp. Thì hy vọng là sẽ nhận được thêm cái đóng góp, tại vì hiện nay mình tính là đóng 30 phần quà chất lượng. Với cái số tiền 7.399.000 đó thì vẫn không đủ, mình đã phải tự bù túi tiền của mình thêm 1 triệu nữa, thành là 8.399.000 để mới có thể mua sắm được hết tất cả những cái món đồ ở xung quanh đây. Rồi, cái tiền nào? Đây, loại tiền thuốc không thôi. Thì đây, tiền thuốc không thôi nha mọi người. Đây, cái biểu tiền thuốc ha nha. Đây là những cái tiền thuốc gồm viên sủi Dr. Frey Vitamin C 30 tiếp, 104.000 một tiếp. Aflagan 500mg 2 hộp là 100.000, là mỗi hộp 10 vỉ 10 viên đó. Rồi CSAT người lớn 75ml để mà xịt thông mũi á là 30 chai 29.000 một chai thì 870.000. Khẩu trang y tế 3 lớp hộp 50 cái là 12 hộp là thêm 588.000. Thì bill này là 4.678.000, số đẹp quá ha, 4678. Và vì cái mình mua thuốc mình không thể một người mình có thể mua được nhiều đâu, phải xài nhiều số điện thoại, thì mình sẽ tách bill cái thuốc hạ sốt á, sẽ tách thêm 2 bill lẻ nữa, thì mỗi bill là 100.000 nữa. Thì để mua cho đủ mỗi người 2 vị thuốc hạ sốt đó, là mình muốn là sử dụng cái 30 phần quà này để cứu trợ những cái bà mẹ có con nhỏ hoặc là gia đình F0, nói chung là những hoàn cảnh nào mà thật sự cần cứu thì mình mới cứu. Thì với 8.399.000 này thì mình chia 30 phần quà thì các bạn có thể tính là một phần quà có thể nó khoảng cả 270.000, 280.000. Thì đầu tiên đó chính là gạo. Gạo trong đây, đây là một bao 50kg mà mình đã phân thành mỗi một bao là 5kg đó, mỗi một bao 5kg và có 3 bao như thế này là 150kg. Muối 30 bịch, đường 30 bịch 1kg. Ngoài ra còn có xì dầu, đó, xì dầu 30 chai. Và đây là một cái thùng xì dầu nguyên, đây, thùng xì dầu nguyên khổng đây. Đó, mỗi phần quà sẽ có gạo, đường, muối, xì dầu. Rồi tới mà về thuốc thì như cái danh sách mình đã đưa đó, thì nó sẽ có cả bao gồm về khẩu trang và cả thuốc trong đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phân chia tại chỗ đây 30 phần quà. Thì hy vọng là mình sẽ được sự giúp đỡ của nhiều bạn ở cộng đồng mạng như là Facebook lẫn YouTube để mà có thể trao cho thêm nhiều hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Hiện giờ thành phố Hồ Chí Minh tình hình nó đang rất là khủng khiếp, nên ai mà đang ở những cái vùng xanh, vùng an toàn hay là vùng không có dịch thì nếu ủng hộ có thể ủng hộ 50.000, 100.000 không vấn đề gì cả, bạn ủng hộ 20.000 cũng được nữa. Tại vì những cái tiền này là bảo đảm 100% nó sẽ tới đúng tận tay của những cái căn người họ khó khăn nhất. Và kỹ sư Hãm sẽ dĩ nhiên là sẽ có cái cách giao làm như thế nào để mà hạn chế tiếp xúc tối đa nhưng mà vẫn đạt được cái hiệu quả là phải giao đúng người nhận đấy. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mà mình đi vào cái khâu quay hàng, cũng như là sẽ cho mọi người biết bên trong mình có cái gì. Đây là cái bill hóa đơn để mình giữ lại ha. Thì cái phần mà tiền gạo mình mua gạo muối mắm đường tổng cộng là 3.480.000. Thì với cái bill thuốc hồi nãy 5 triệu là đã gần 5 triệu á, mấy gần 5 triệu á, 4 triệu 8 mấy. Thì nó đã ra 8 triệu 3 mấy là ta, gần 8 triệu 4 rồi. 2
chất lượng. Ngò sủi của Thụy Sĩ, Dr. Bray Vitamin C, một cái vỉ nặng 104.000 mà có tới 20 viên lận. Rồi. Hai đây Apfergan. Apfergan, Apfergan nó là thuốc hạ sốt, Đây, một vỉ nó 10 viên. Như thế này và 500mg acetaminophen. 500mg thì mỗi một phần quà sẽ là gồm hai vị thuốc. Để mình để cho các bạn coi ha, sẽ là gồm hai vị thuốc hạ sốt, một vị một ống vitamin C, một chai si sát này, để mình vui một chai si sát. Thì mình sẽ cho các bạn các phần quà để xem sử dụng những gì, nó sẽ rất là hiệu nghiệm cho những cái bạn mà đang F0 hoặc là không phải F0 thì F1 hoặc là dự trù cho tình huống xấu nhất, tại vì hiện giờ cái ca nhiễm ngoài cộng đồng rất là nhiều. Đó, thuốc thì đây là nước này, hơn là nước gió này, đường, rồi một chai xì dầu, và cuối cùng là một bao gạo, gạo của mình vừa tìm bao này các bạn. Chung là cực lắm các bạn, mình phải tự kiếm cách mua gạo hoặc mua đường, mua bột ngọt thì những chỗ có thể mặc được, trong cái làm cắm thì có thể đi gần gần thôi. Đó, một bao gạo mình đã cân đây, gạo này mình mua là gạo ngon, gạo mềm, 17.000 một ký, 17.000 một ký gạo. Đó, ngoài ra còn bắt đầu khẩu trang, đây là khẩu trang, khẩu trang ba lớp. Vậy thì khẩu trang mà trong mình dịch thì nhất định là phải bỏ một lần, một ngày sử dụng mình phải đi ra một lần, nhất định là phải bỏ. Thì nên mình sẽ tặng cho mỗi một người hai bịch, mỗi bịch 10 cái. Đó. Rồi, mình bỏ gì nữa không? Thì sát khẩu trang, sẽ ra một viên sủi. Không, đó, đấy là một cái phần quà của mình. Thì khi mà mình bỏ vào trong một cái bao ni lông thì nó sẽ khá là như thế này. Nói chung mình nhìn thì thấy có vẻ là không nhiều, nhưng mà cái tấm lòng cũng rất là nhiều. Cái trang trọng mà mình bỏ sẽ từng cái phần vào đây, đường, muối, xịt mũi này cũng rất là hay, nếu mà lại chúng ta dính nó chúng ta có thể xịt mũi liên tục. Đấy thì một phần quà sẽ bao gồm một túi thái này và một túi gạo. Rồi kinh tế có hạn, mình chỉ mới quyên góp được có 7.399.000, mình đã phải bù thêm 1.000.000 nữa. Thì hy vọng là các bạn có thể ủng hộ tiếp, thì không phải ủng hộ chỉ 1.000.000 mình thiếu mà ủng hộ thêm càng nhiều càng tốt, để mình có thể làm 30 phần quà, 100 phần quà hoặc là vài trăm phần quà tùy theo cái kinh tế mấy bạn đã được. Thì các bạn nên nhớ nha, các bạn giúp người ta một miếng khi đói thì nó sẽ còn hay ho hơn là giúp một gói khi no. Thì hiện giờ người dân thành phố Hồ Chí Minh đã rất là cực khổ, nói chung là quá lâu phải ở nhà không có tiền, không có kinh tế, rất là cực khổ. Xung quanh nhà mình F0 rất là nhiều, và nói thẳng các bạn, một xe chở xác mà nó tới nó chở là chỉ chở một lần, bây giờ xe là phải đóng thùng siêu được 16 chỗ là đóng 6 cái quan tài lúc cho một chiếc xe. Quan tài như rất là đơn sơ, chỉ cần mấy miếng ván đóng lại là bỏ người vào đó rồi chở đi thôi, nó rất là khổ. Nếu bây giờ mà ở nhà mà cái gì còn không có đồ ăn, không có thức uống, không có thuốc men để mà có thể vượt qua thì bảo đảm được cái nguy cơ tử vong là rất là lớn. Vậy nên là mọi người có thể chung tay giúp đỡ, mình hy vọng là mình có thể có thêm những cái khoản chi phí để mình làm thêm những phần quà như thế này, thì mình sẽ làm liên tục trong suốt cái mùa dịch. Thì rất là mong mọi người hãy ủng hộ để cho Thụy Sĩ hãy làm được thêm nhiều cái gì, thì mình sẽ rất là cảm ơn mọi người. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục để mà mình phân
đầu thì mình cứ mỏ một lần mình chở rồi cứ tới phần nào thì mỏ cộng một bình đó vậy thôi, cái đầu tỏi còn phải mỏ bao là cơ bản là nó vậy. Chứ cái bao này mình mua thì cái bao nó cũng hơi nhỏ. Mấy bạn nào rảnh thì coi lại những cái video mà chăm sóc xe của mình á, thì mình vẫn chăm sóc xe, mình chỉ từ hồi là trước ban đầu thì những cái video chăm sóc xe đó thì giờ ở nhà một việc của mình đó, nó là cái rất là hay để cho các bạn có thể tự mà xử lý chiếc xe của mình, hạn như là vệ sinh nó, bảo trì nó, hoặc là có thể độ chế gì đó tí xíu nhưng mà nhớ phải an toàn nha. Các bạn nào mà chưa coi mấy cái video mà bảo dưỡng xe mùa dịch hay là lưu trữ xe mùa dịch như thế nào cho hợp lý thì nhớ coi nhé. Một con hoàng đó cào những cái gì hết con hoàng nhớ cả này này cũng được đường vàng rồi bây giờ cái khai thứ tự pha làm nước dung dịch muối loãng, mình có thể xúc miệng hay là mình sát khuẩn đồ ăn thức uống gì cũng có. Bây giờ mọi thứ mình mua rất là khó khăn. Rồi mình đi kèm với những cái này mình sẽ có những tờ giấy để mà hướng dẫn sử dụng mình sử dụng cái gì cho nó đúng mục tiêu. Chứ sợ có gì mình còn không biết cách sử dụng thì nó cũng khó. Nhìn nó ít như vậy thôi nhưng mà nó chất lượng nha các bạn. Cái quan trọng mắc tiền đó chính là cuốn cái này mắc nhất. Cái này có 104.000 đồng. Còn muối đường bột ngọt, muối đường cái muối, còn lại muối với lại nước tương hay cái gì thì nói nó giá nó không cao á, cũng rẻ hả. Chứ mình có mình làm không được mình thôi, không có ai làm. Hạn chế giao xúc nhờ sang người khác để lỡ mà có mình đi có vấn đề gì á là mình chịu thôi, chứ mình không có để cho bất cứ ai chịu. Xưa giờ nhiều bạn sẽ hỏi sao xưa giờ nghèo khó làm từ thiện. Thật ra là mình làm như là mình đóng góp cho người khác làm, chứ mình không có trực tiếp đứng ra làm, thì mình không có thời gian, nên là mình có kinh tế thì mình có thể giúp đỡ hỗ trợ những người khác để người ta làm. Đấy. Còn khi mà bây giờ đang rảnh tay rồi thì mình sẽ phụ một tay để mà phụ với mọi người để có thể làm ra được những gì mà mình vào. Mấy bạn coi video tới giờ là được rồi, chứ ở đây coi hoài xong nó sẽ nhàm, mình sẽ tua nhanh đó. Ai nào nhất coi thành phẩm cuối cùng xong được bao nhiêu phần hoài thì cứ hãy xem nhé. Ok.
xong 30 phần quà. Đấy, 30 phần quà được đóng gói vào. Mỗi phần quà là sẽ bao gồm đường, muối, gạo 5kg, chai xịt mũi C-Sat, hai vỉ thuốc giảm sốt, đó, rồi vitamin C của Thụy Sĩ và dầu, lẫn cả khẩu trang nữa. Thì đây là 30 cái phần quà mà con cùng các mạnh thường quân đã chung tay đóng góp, và do một mình con đã đóng gói, tại vì mùa dịch mà nên một mình con làm thì tốt nhất. Nói chung là hiện giờ là con sẽ ưu tiên cho các F0 nằm có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là các gia đình hiện giờ đang cần cứu trợ lương thực thực phẩm, gọi là diện ưu tiên người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Cảm ơn mọi người.